Sao? Không phải thơm. Ai dặn đi luôn? Mình chơi với Bi đâu. Làm gì đấy? Giờ thì bóp chân nữa. Hả? Bi xoa chân cho ba. Hả? Bóp chân à? Bi làm gì đấy? Để bắt đầu tới nha. Hả? Hả? Sao vậy? Đi ra ngoài chơi đi. Ra ngoài chơi đi. Bắt đầu chơi đi. Làm đi ra chơi đi. Nè, ra ngoài chơi để bắt đầu chơi. Thường thế nhỉ. Bà xin chìa khóa nhá. Mày trời mưa không đi ra ngoài đường nhá. Hả? Ừ. Bị sang ngồi đi chơi đi. Hả? Hả chứ? Hả chứ? Để xanh ba đọc xanh tí đó. Ngồi đấy. Chơi nhá. Bà cắt chìa khóa đó rồi đi phá hỏng bà nhá. Hả? Mà lấy chìa khóa làm gì? Chìa khóa làm gì nào? Chìa khóa làm gì? À. Bà để đấy á, để bà cắt xong rồi phá rồi đó. Ôm nè, ôm nè. Rồi, đi muốn đi chơi gì? Nhưng mà không đi chơi được. Không đi chơi được nhá. Rồi. Đi ra cái chân đi. Ra cái đi ra nhé. Đi. Đi lấy cái gì đấy? Hả? Lấy cái đó làm gì? Đi. À, ba hiểu ý rồi. Bi lấy cả chìa khóa này, cả cái này này. À, để đi camping đúng không? Đúng không? Thế ba cho đi camping ở nhà nhá. Ừ? Camping ở nhà nhỉ? Ok. Rồi. Để đi camping ở nhà vậy. Đấy,
Rồi rồi đấy. Thấy chưa? Mình thấy ổn chưa? Thấy chưa? Thích chưa? Rồi á nha. À, Bi ngồi đây đi. Bi ngồi vào đây. Thank you.
Đúng nhỉ? Ba con đi lấy ngô cho ba nhá. Dạ. Ngô lấy ba lấy cho ba. Khoai đi nhá. Ờ, bằng ngô bằng khoai. Đi này, đi ơi, đi. Đi ơi. Con đi đi. Đi ơi. Con đi đi ơi. Bia, à? À, đi một nước khoai á. Khoai ba nào? Ôi giời ơi. Ăn nó nóng nóng, bí đi. Thời gian nó ba bế rồi. Nướng nhá. Nướng nhá. Ờ, con đang ngô đây. Thôi khoai tây thôi, khoai tây không nướng. Nha. Và bí ba bế nào, bí bí bóng đó. Ba bế nào. Khoai tây có thể chứ bán. Ba bế nào, bí bí. Hả? Hả? Thôi em nướng nha. Hả? Thấy không? Thấy không? Đây, ba đang nướng thịt đây này. Ừ. Thế thì ta ngồi nhá. Ừ. Ừ. Đi ngủ tiếp. Con bê cái này vào trong cho ba. Ừ. Con không sửa được à? Ừ. À, ok. Ừ. 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 Ngồi bên nước lửa chả nóng. Bị nhiều tóc ba cho ba đấy à? Ba. Ừ. Chị bị bụi vai rồi, à. Rồi nó đỏ đỏ này ba ơi. Ờ. Chị bị bụi rồi. Mình khỏi mắt ra con. Còn mắt nó đỏ lên này. Chắc bên ngủ đi. Đây. Chơi giày chưa ba? Ừ. Chơi giày. Giày à, không giày đâu. Đây. À, đấy à. Đấy. Quả suka đây. À. Đây đúng không? À, đi cân đi. Tí có thể nói nha. Con ăn con. Ngon không? À, từ từ là bí rồi, con ăn đây rồi, tí không? Bí đây, để con ăn đây. Bí chuyện ngô thôi nhá. Tiếp nhiều quá rồi.
Đấy, đi à. Ngon nhỉ? Ngon không? Ừ, Bi tinh ngô. Nhiều Bi đâu rồi? Ê, Bi cầm này. Cái này bỏ đi, thấy tôi này. Bi đang ăn hai miếng hết rồi. Bi ăn ngu giỏi. Bi dẫn ngu đây, Bi không ăn thịt đâu. Lấy Bi miếng này này, nên cầm miếng này to hơn đi, miếng này nhỏ thôi Bi quá. Ngồi chip này nha. Cái này cho nó phòng không?
Tê. Ngon. Được, tí đó. Mình đứng đây nha. Đây đây, đúng rồi đấy. Có đây có ba mà. Được chứ. Ngon không? Đói rồi đúng không? Rồi. Ngon không? Ngon lắm. Ăn nào, ăn tối nha. Ăn mới nhờ. Để đi thôi. Nào,
Bibi đi rửa tay nào. Để Bibi rửa tay nha. Đi.
chơi rồi. Bi. Bi. Thảo. Để làm gì đấy? Hả? Thảo. Sao nó ngủ rồi, chạy lên làm gì? Trời ơi, lại bên đi man à? Ừ? Đói à? À. Cái này à, phải tịch xiên chứ không ăn được đấy nhá. Ừ. Sao? Em không sửa. Nào. Đi không ạ? Ừ. Ngoài không ạ? Ngoài không ạ? Ừ. Quá lấy chứ. Cái đồ đấy nhá. Em chặt vào. Ừ. Đó. Bia đó, thôi 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 thôi. Thằng. Ừ. Nó ngồi lên bàn. Nó ngồi trong ghế đấy. Ừ. Ừ. Hả? À. Bé. Chơi nữa, cái này không muốn đâu. Đắng. Cà phê đắng. Đắng. Nào, thử nhá. Đắng thế mà uống á? Thôi, không được đi uống. Nào, để ba lên được nhá. Đấy. Rồi, uống đây. Xem nào. Ừ, cà phê không uống được đâu, cà phê đắng lắm. Nào, thích uống này, cho miếng này này. Một tí thôi nhá. Phê không? Nào. Trong này cũng như ngoài này thôi chứ. À, uống được á, đây. Đây, lấy đây, đây, ngồi nhá. Đưa cốc đây. Đúng rồi. Rồi, lấy đây uống đây chứ. Đây. Đây. Thôi, đúng đó. Cái này nó kia chết đi. Đều đây. Thank you.
Bibi. Đói bụng á? Hả? Đói bụng à? Hả? Sao? Đói bụng là sao? À, tức là muốn nấu ăn này. Hả? Ăn gì? Ừ? À, rồi, bán đi. Khoai đâu, ba để đâu rồi, hả? À, khoai đây đâu rồi, hả? À, khoai đâu? Rồi, xem nào. Rồi, biết là nồi là đây luôn. Rồi, rồi đây. À, ok rồi. Và đi ra đi, chỗ. Đây. À, cầm kia đi. Đi ăn, đi. Đây ăn nào. Đây, đi vào đây. Ừ. Đây, tiêu đi đây mà. Đây. Đi từ từ, bình tĩnh nào, từ từ. Ngon nhỉ? Người bị nó đấy ạ. Get it from me. Nào, lau tay nào. Lau tay lau này. No đó, no quá rồi. Nào. Miệng nào, miệng như thế này hả, miệng như thế này hả, miệng như thế hả, miệng nè hả, thôi nhá, ăn đi thôi nhá, à gì đây hả, lo quá là hả, đã đau đổ liều hết rồi. Đi làm gì đấy?
sắp leo ra đây đấy. Thấy chưa? Không hết đi. Chơi sập lều rồi. Nào phá hỏng lều của ba đây rồi. Nào ra giờ sửa cho nào. Đúng nào. Đi xuống đi, sắp lên rồi, xuống đi. Chúng ta đấy nhá. À, ok. Phải cái đảo nhá. Đi ngồi đấy nhá. Bạn dùng cái tay cây lên ăn nhá. Không được đi. Bà đi đây. Trời ơi. Sao thế này? Muốn bơi à? Hử? À, muốn bơi gì? Trời ơi. Xem nào. Lấy khăn ra đây à? Lấy khăn ra đây à? Ôi, nước này phải đi lấy nước nóng. À, nước nóng nhá. Ôi. Mới đi. Má lấy xe cây chứ. Mới đi. Từ từ đó. À, đó mình nhớ à. Ừ, mới đi. Mới đi tí nán nữa. Đi bơi đi.
Để đi chị đi đây đi về đi ba tắm nhé. Nước thế đấy à? Hả? Ừ. Bây giờ đi, bây giờ với chị là ra đây đã. Chị ra đây á. Bới nhá. Bới đi. Đi bới đi. Bới đi. Nhìn gì trong đây? À, nhìn gì trong đây? À, bới đây nào. Đi. Nhìn gì trong đây? Có gì không? À, bới đây. Nào, tắm lên, xuống, xuống đây. Xuống. Bới đi. Bới đi. Bới đi. Xuống lên. Ôi giời. Ông nhảy tiếp à? Hả? Hả? Nhìn gì đấy? Tiếp. Vượt hết quần này này. Quần như thế này. Thế à? À, vừa đâu nè? À, vừa đâu, vừa đâu, vừa đâu. À, vừa đâu. Đã đừng ngủ trên xe phòng này còn rồi, bới đi. Đi trong đây. À, ok. Mà có bị nào. Nào, từ từ. Ngồi trong đây. Ngồi trong đây bắt lấy nhá. Ăn này nhá. Không ăn gì đâu, ăn hình nhau nha. Ăn gì nữa?
Ăn này nhá. Hả? Mình đi vào đây. Ăn gì nhá. Nói tiếp lên ạ. Nào. Chắc phải mua quần áo mới, quần áo chật đấy đó bây ạ. Nào. Đi thơm đấy nhá. Bà đang ngủ đây. Ngủ đi chứ. Hả? Ngủ đi. Nào, chú Cao chính nằm xuống ngủ đi, muộn rồi. Đi. Đi ngủ đi. Nào, Bi sang bên kia nằm đi. Bi, sang gối Bi đâu? Gối Bi đâu? Gối Bi đây mà, gối đây này mà. Ngồi, nằm đây. Ngủ đi con. Để mà ăn hộp cháo. Cháo cháu ăn đi nè. Dậy đi, dậy đi, các bạn đi học đi. Thằng thì đưa hai chị đi học nhé. Thằng tư cái gì? Bí ăn hay bắt cháo đấy, anh em hai con ăn nhanh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
từ nhà nãy đi ra từ bên mà con ăn chị đây chị tên này bạn nhanh rồi xong rồi. Là Bi là từ từ để bán xúc tương không ở ấy đâu. Là Bi từ từ thôi. Một chút đi, một chút đi. Thank you.
Nào, sao lại cạn rồi đây? Cay mặt đây đúng không? Trời ơi. Thế nào? Cái tinh dầu này này, bắn vào mắt này, cay này. Cay mắt này, được chưa? Cam không ăn kiểu đấy nhé, phải bóc cái này rồi chứ. Cay mắt đây đúng không? Trời ơi. Rồi, nóng, ngồi xuống, biết đói rồi. À, Bi ngồi xuống nào. À, Bi ngồi xuống đây nào, Bi ngồi xuống đây. Kiên nhẫn đi. Nào. Nào, để ba cắt cho nó. À, Bi. Bi nào. À, đưa cái miếng này. Nào. Từ từ đã. Nóng mà. Nào không được tức giận. Nào không được tức giận. Bình tĩnh. Nóng không? Nói đâu? Nói đâu? Cứ bình tĩnh đi. Rồi, đi đây. Ăn đi, đang cầm lấy bẩn không? Ăn cơm. Ăn không dám. Ăn ra lấy không? Đó, đang cầm bẩn không? Đó, không cầm bẩn không? Nó đúng không? Rồi, còn cam được không? Cam được không? Cam nhá. Đi vào cắn quả kia. Với nhau ăn đây nhé.
mình nhá. Đâu? Chào tôi nhá.
Đi bị hư nhá. Không cho ăn. Bí này cho góc kia. Trời ơi. Hóa lên này. Biết lỗi chưa? Biết chưa? Hả? Biết lỗi rồi đúng không? Lần sau không được phá thì nó nhá, nó tinh nghịch thì nó nhá. Rồi, để khăn nhá, ngồi đây. À, từ từ thôi. Xoay đến nhiều. Vá sập lều này. Hả? Như vậy. Vá sập lều.
Nào. Hả? Nào vào tập lên. Nào vào tập lên. Ngủ nhá. Ngồi nhá. Ngồi. 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 Hôm nay nằm hỏng lều mà bố cố hơi giận đi đấy. Bố không chơi đi rồi đâu. Hả? À. Sao? Sao? Ừ? Sao? Nằm vào lều của bố ấy, đúng không? Đi làm gì đấy? Ừ? Sao? Không phải thơm. Ai giận đi luôn. Mày chơi với Bi đâu? Bi hư lắm. Mày chơi với Bi đâu? Mày chơi với Bi đâu? Làm gì đấy? Hả? Đi làm gì đấy? Bây giờ đi bóp chân nữa. Hả? Mì xoa chân cho ba. Hả? Bóp chân à? Đi đầm chân cho ba. Hả? À, sao? Sao? Muốn nịnh như thế, muốn xin lỗi như thế. No. Không đồng ý. Bi phá hết hỏng lều của ba rồi. Hỏng nó hỏng lều rồi. Giờ xin lỗi thế nào được? Hả? À. Không đồng ý đâu. Ba giận Bi luôn. Không chơi đi rồi đâu. Sao? Ừ? Thế nên cháu có phá lều thế được không? Ừ? Sao? Không chơi đi đâu. Chơi đi đâu. Xin lỗi phá sập lều thì còn xin lỗi cái gì nữa. Buồn thôi, không chơi đi đâu. Sao?
Cho mày đi đỉnh ba đâu nhá. Không, không có định nữa. Xin lỗi đâu, không đồng ý đâu. Sao? Mình xin lỗi gì? Ừ? Xin lỗi gì mà không chân thành đấy? Ừ? Sao? Ừ? Sao? Thôi, bố tha lỗi cho Bibi đi nhá. Lần sau không được làm hỏng Leo nữa nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Ừ? Ngày cho con hồng 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 lên của ba nhé. Thế rồi. Ngủ đi. Xin lỗi rồi nhé. Cho mình ngủ đi.
Gì đấy Bí? Coi á. Bí lại cam cho ba á. Hả? Hả? Ui, cần nước nữa. Bí cần nước à? Hay sao? Hả? Ui, ui, lạnh. Bí, sao? Bí muốn xin lỗi à? Hả? Sao? Sao vậy? Hả? Sao? Ừ? Sao nào? Muốn uống nước à? Để ba lên nước cho uống nhá. Ôi giời, hay Linh đi cho ba. Cảm ơn Bi nhá. Uống được không? Bây giờ nó không thằng ít nữa. Ừ, đau quá nha. Ôi giời, Bi lấy cả cam cho ba, giỏi thế nhỉ? Quá là giỏi nhỉ. Đây. Hôm nọ Bi không ăn cam mà. Ừ, sáng nó cay mắt đấy. Nào, nhau ra. Ừ. Đó, ngoan nhá. Ừ.